Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một cặp cái nha các bạn, là một con Sin, một con Redman nha các bạn. Đây, đứng trước mặt bạn là con Redman nè các bạn. Chân móng sầu hoàn thiện nha. Nè, rúng rúng yếm rồi nghiêm chỉnh các bạn, sẽ thích nghiêm chỉnh luôn. Redman này các bạn. Cặp này thì chủ báo giá là 23 triệu các bạn. Redman này cao 1m 7 phân có nha các bạn. Rồi con vàng này cao ở 1m bò. 1m cứng luôn. Chủ báo giá là 23 triệu. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp nha các bạn. Số điện thoại mình comment trên màn hình video các bạn. Sẽ mặc xe lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn. Con về con này là màu vàng vàng nè. Sẽ mặc xe lưng nghiêm chỉnh các bạn. Yếm nè. Rúng nè. Chân móng hoàn thiện hết. Chân có kỳ khú nha các bạn. Đó, con này con Sin. Sẽ mặc xe lưng nghiêm chỉnh. Tầm 1m bò. Đó. Chủ báo giá cặp này là 23 triệu. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với các bạn. Đòn dày sọc luôn. Yếm dày cui. Đó, lúc lắc luôn các bạn. Đuôi dài quất đắt luôn. Sẽ mặc xe lưng nghiêm chỉnh. Gu bật luôn các bạn thấy không? Gu bật luôn. Đó, cày đuôi hết thuốc luôn các bạn. Cày đuôi rất lớn nha. Còn con man này á, thì yếm dày cui các bạn, rúng kiền luôn nha. Chân kiền khú các bạn. Màu đỏ mặt nha các bạn. Cao 1m 7 phân có. Chủ báo giá cặp này là 23 triệu. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn, rúng kiền các bạn, bốn vú đều, chân móng sò hoàn thiện tất cả các bạn. Đuôi dài nè. 23 triệu. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình comment trên màn hình video nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh hai con cái, một con Redman, một con Sin lại một lần nữa cho các bạn xem rõ hơn. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp nha các bạn. Và mình xin báo giá lại là cặp này thì chủ báo giá là 23 triệu nha các bạn.